chánh đạo thiên cầm cứu đời. Ấy là ơn phước Phật trời ban cho Thái Tử là người lập ra. Thì Thái Tử nghe ta từ nay làm sao
Vây cha truyền miệng kiếp người, nhờ duyên được hướng cơ trời, lại thêm sứ mạng đạo đời dương gian. Rồi đây nằm giữ gian san, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh sẽ biết ơn ai đã truyền. Ấy là trời Phật linh thiêng, giảng cơ mơ đạo khắp miền nước non. Kính thiêng mẹ chịu cho con, số trời đã định đâu còn bao xa, lo sao xây dựng nước nhà, lo cho ba tánh hót ca cuộc đời. Con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên, nhân sinh qua bão nhan tiền, luân hồi vây trá truyền miệng kiếp người, nhờ duyên được hướng cơ trời, lại thêm sứ mạng đạo đời dương gian. Rồi đây nằm giữ gian san, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh sẽ biết ơn ai đã truyền. Ấy là trời Phật linh thiêng, giảng cơ mơ đạo khắp miền nước non. Kính thiêng mẹ chịu cho con, số trời đã định đâu còn bao xa, lo sao xây dựng nước nhà, lo cho ba tánh hót ca cuộc đời. Mẹ dạy mấy lời, rồi đây sẽ ở thời cơ.
phụ của chúng con, lên dâng hương cho cha mẹ và tất cả chư Phật. Nam mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha. Nam mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha. Nam mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu Vua Mẹ. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu Vua Mẹ. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu Vua Mẹ. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Thập Phương Vô Lượng Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Thập Phương Vô Lượng Bồ Tát. Nam mô Tế Công Hòa Thượng Sư Phụ. Nam mô Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma Sư Phụ. Nam mô Đức Chúa Giêsu. Nam mô Đức Mẹ Maria. Nam mô Thánh Mohammed Giáo Chủ Hồi Giáo. Nam mô Thập Phương Vô Lượng Chư Thiên, Chư Thánh, Chư Thần khắp mười phương tám hướng, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, Tứ Đại Thiên Dương. Nam mô Thánh Mẫu Lục Châu, Thánh Mẫu Châu Mỹ, Thánh Mẫu Châu Âu, Thánh Mẫu Châu Á, Thánh Mẫu Châu Thái Bình Dương, Thánh Mẫu Châu Úc, Thánh Mẫu Châu Phi. Nam mô Long Dương, Nam mô Long Mẫu. Nam mô các tỷ tỷ công chúa, Ngũ Long công chúa, các thái tử Long Cung, các chư vị thần thánh ở Long Cung, Thủy Giới. Nam mô Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông Sư Phụ. Nam mô Đức Phật Thầy Tây An Sư Phụ. Nam mô Tổ Sư Hệ Khái Phất Sĩ Minh Đăng Quang. Nam mô Cao Đài Tiên Ông. Nam mô Quốc Tổ Quốc Mẫu Hùng Dương. Nam mô Đại Tỳ Tỷ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Nam mô Tứ Đại Thiên Dương. Nam mô chư vị Thánh Thần Long Cung Thủy Giới. Nam mô các sư tỷ Thủy Cung Thánh Mẫu Phú Quốc Đại Tỳ Tỷ. Nam mô chư vị Thần Hoàng Sơn Thần Thổ Thần Thổ Địa, chư vị Thánh Thần Năm Non Bảy Núi, ông vua bà chúa tứ phương tám hướng mười hai phương toàn cõi nước Việt Nam. Nam mô tất cả các vị chư vị thánh thần của các nước cùng năm châu bốn biển trên toàn cõi địa cầu này. Nam mô đệ nhất đệ nhị thần rồng Thất Sơn Núi Cấm, Quỳnh Long Thanh Long. Nam mô Thích Long Bạch Long, nhị vị thần núi, vị long thần núi Thiên Long Sơn. Nam mô các vị thánh thần ở Thiên Long Giang, Thiên Long Cung, Houston, Texas, Hoa Kỳ và Thương Ngài Hồ. Nam mô Đức Thầy Đại Thánh Dương. Này ít biển, con nào với biển nữa không? Cây, cây đỏ. Chụp chặt kỹ thuật. Nam mô Đức Đại Thánh Dương Chặn Đạo, Đức Đại Thánh Dương Trọt Qua Sơn Tăng, Đức Đại Thánh Quang Đế Công, Đức Đại Thánh Trần Quang Khải, Đức Đại Thánh Quân Lê Văn Việt, Đức Đại Thánh Giang Nguyễn Thái Học, Đức Đại Thánh Trấn Nam Trần Đạo, Đại Thần Trần, Đại Thần Trần, Đại Thần Nguyễn Công Trực, Thần Bến Nghé, Thần Núi Ba Vì,
Và từ khởi nguồn đường Cơ Long Hổ năm 78 mãi cho đến ngày hôm nay ở trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam, Ninh, nước Bắc Việt Nam. Nam Mô Hồn Thiên Sông Núi, từ bao đời của 100 bộ lạc Bách Việt xa xưa từ Trung Quốc cho đến hôm nay, hình chữ S cùng tất cả các vị thánh thần miền Bắc, miền Trung, miền Nam của nước Việt Nam. Nam Mô cung thỉnh các chư vị thổ địa hộ pháp của cơ xưởng Ken Ti, nơi gia của Thái Tử, chư vị hộ pháp ở Long Cung, Thiên Long Giang, Houston. Hôm nay cung thỉnh các vị quy tụ về núi Thiên Long Sơn dự buổi tiệc. Hôm nay ngày 28 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 19 tháng 2 Nhâm Thìn, ngày Vía Quán Thế Âm, cũng là ngày khai đạo Thiên Tâm vào năm 2017, năm Đinh Dậu, tại nơi này núi Thiên Long Sơn. Vào năm Đinh Dậu, cơ trời hé lộ, hết binh đao, quy cổ, diệt kim. Đó là năm Đinh Dậu, cơ trời đã hé lộ, đạo đã ra đời từ năm đó. Mới đây mà đã trôi qua 7 năm lận đận lao đao, toàn cầu điên đảo, con Thiên Nhãn, Thái Tử, Thiên Hoàng, Ngô Tuấn Kiệt, Thiên Tướng Kiệt, giáo chủ đời thứ hai, đại đạo Thiên Tâm cùng công chúa, Long Cung, Quyền Châu, Thiên Hạnh Thảo, hai hài nhi Gia Quyến, bác Mại, bố, bác Trung, anh bác, cùng các thiện nam tín nữ và cùng các đệ tử hội thiên xa gần khắp mọi nơi đến từ khắp các tiểu bang, tề tụ đông đủ hôm nay tại núi Thiên Long Sơn, thành phố Memphis, miền Bắc tiểu bang California, Hoa Kỳ. Kính thưa cha mẹ cùng các chư vị thiên trưởng, tiên trưởng, Bồ Tát, chư Phật, hội đồng chư Phật, hội đồng chư Bồ Tát và các thánh thần, chư vị sư phụ Phật Hoàng, Tế Công sư phụ, tổ sư sư phụ, đức thầy sư phụ, nhạc phụ Long Dương, Long Mẫu, các công chúa Thái Tử, Long Cung, Long Mẫu cùng thánh mẫu Đại Tỷ Tỷ Liễu Hạnh và 24 huynh đệ tỷ muội ở trên trời, các chư vị hộ pháp gia hộ cho Thái Tử từ xưa, chỉ đường dẫn lối dạy dỗ con tới ngày hôm nay, nhiệm vụ đạo và đời. Di Lạc Phật tuyển chọn con là người lãnh trọng trách cao quý, hạ phàm mang thân người Việt Nam lập đại đạo Thiên Tâm tại núi Thiên Long Sơn này, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ, vào thời kỳ cuối Hạ Hạ Quân, là đại phước cho dân tộc Việt Nam, một nước nhỏ bé mà có Phật Thánh Tiên đồng hạ phàm che chở, một mà che chở mà chịu quá nhiều khổ nạn, binh đao huynh đệ tương tàn, liên tục nhiều nghìn năm chinh chiến không ngừng nghỉ, đói khổ, khổ đói triền miên, rồi bị ngoại xâm mưu đồ thôn tính diệt chủng, nạn cộng sản chủ thuyết các Mác Lênin, thể chế vô sản xã hội chủ nghĩa vô thần hiện nay, để dân tộc thụt lùi lạc hậu thua kém hơn cả các nước nghèo lân bang. Con cháu phải tha phương cầu thực khắp mọi nơi từ năm 1975 và mãi cho đến thời gian hiện tại, đi làm dâu, đi sanh giùm, đi lao động quốc tế, bị biết bao sỉ nhục. Tất cả các lãnh đạo không ai là không tham nhũng, không ai không làm triệu phú, tỷ phú, qua đêm bỏ mặt quốc gia, bỏ mặt truyền thống lịch sử oai hùng, bỏ mặt dân đen chết như rịt, thiếu thuốc, thiếu ăn, ai ai cũng đều có tội với quốc gia, có tội với đồng bào, dân tộc, với trời Phật, có tội với hồn thiên sông núi, có tội với cha ông, có tội với người dân, có tội với chính lương tâm của mình. Là một quốc gia bị quốc tế liệt kê vào tham nhũng số 1 trên thế giới, không lo cho dân mà chỉ lo cho phe nhóm lợi ích cá nhân mà thôi, đó là riêng nước Việt. Thiên Tâm ra đời là đại đạo, sẽ lo rộng rãi trên khắp thế giới, sẽ gom tất cả các đạo về một mối trong tương lai, sau thời vàng kim không còn cái ác hiện hữu trên quả địa cầu, chỉ còn lại cái thiện, đưa thế giới nâng cao trình độ văn minh hiền lành thánh thiện, không còn hung ác, không còn mất đạo đức, mất niềm tin,
đưa nhân sinh trở lại gần thánh thần trời Phật, không như hiện nay. Thế giới sẽ không còn bệnh dịch, thiên tai, đói khổ, kinh tế toàn cầu suy sụp, nạn di dân, nạn thánh chiến, nạn thi đua vũ khí hạt nhân, nạn thế lực giàu có tác oai tác quái, nạn các nước mạnh hiếp các nước yếu, các lãnh đạo độc tài gian lận phòng phiếu làm thế giới hôm nay đảo lộn, chiến tranh xảy ra khắp mọi nơi như hiện nay. Tất cả những cái xấu, cái ác như trên từ từ sẽ tự động biến dần theo đồng bộ, như những tiên tri theo cơ trời đã sắp xếp cả hàng nghìn năm qua. Các tiên tri của tất cả các đạo như Công giáo, Hồi giáo, Phật giáo và các nhà tiên tri lỗi lạc nổi tiếng trên thế giới đều tiên tri tiên liệu sẽ có cuộc đại sàng lọc từ ác qua còn thiện và sẽ có thế chiến Biển Đông, thế chiến thứ ba sắp sửa xảy ra. Nga, Tàu, Bắc Hàn, Việt Nam, Cuba, Búa Liềm sẽ bước sang trang. Hôm nay Hồng Ân nước Việt cha ban ra một tổ chức quy mô thu nạp hiền tài hải ngoại, 6 triệu chim hiền sẽ về xây dựng lại một nước Việt Nam đang nợ nần, nghèo khổ, thất nghiệp lan tràn khắp cả nước, mà sau này sẽ trở thành một nước hùng cường giàu mạnh trong tương lai. Một tổ chức để đoàn kết tất cả các phe nhóm, con cháu Rồng Tiên, con cháu Lạc Hồng, những người chắc ẩn với non sông riêng con, được Hồng Ân các chư vị thường xuyên che chở gia hộ cho tới ngày hôm nay. Chư vị thường xuyên dạy dỗ nhắc nhở là sau này khi con về nước lãnh đạo thì phải lấy ân báo oán, không luôn luôn, con luôn luôn ghi khắc cốt, con luôn luôn khắc cốt ghi tâm những lời vàng ngọc đó của các chư vị dạy bảo hơn 40 năm qua. Đảng Thiên Việt đã được ra đời rồi, và đại phước cho đại phước con cảm ơn cha mẹ, tỷ tỷ và các sư phụ, Đức Thầy, Đại Thánh Dương, Đại Thánh Quân, Đại Thánh Dân, Đại Thần Trần Đạo, Đại Thần Nguyễn Âm Trực, Kiên Giang. Bao nhiêu năm đào tạo con nên người đời lẫn đạo. Một thằng bé nghèo khổ lang thang khắp đường phố Cali, lúc rời quê hương mới 14 tuổi, tiếng Việt không rành lớp 4, mà hôm nay không ngờ lại là một giáo chủ một đài đạo, rồi không lâu sẽ dìu dắt dân tộc thoát khỏi cảnh đói nghèo cơ cực. Đó là do cha mẹ thương xót cùng chư vị gia hộ nên mới còn sống sót tới ngày hôm nay. Con nguyện sẽ không phụ lòng cha mẹ các chư vị, con còn mang thân phàm trần, có gì không đúng xin cha mẹ hỷ hà tha thứ. Khẩn nguyện, con mong nước Mỹ sớm ổn định lại trật tự kinh tế, Thiên tướng Trump sớm trở về tòa Bạch Cung. Con khẩn nguyện mong bom nguyên tử không xảy ra khi đệ tam thứ chiến bắt đầu. Con mong sư phụ Đức Thầy sớm xuất hiện nước Việt. Con mong kinh tế, thiên tai, bệnh tật khắp hoàn cầu ổn định trở lại để cho bá tánh được bình an. Con mong Biển Đông sớm dậy sóng. Con mong cùng các đệ tử họ Thiên sớm được về Việt Nam lập hội An Tài, tức hội Long Hoa. Cuối lời, Thái tử xin cảm ơn nhị vị thần gió và thần mưa đã giữ lời đúng hẹn. Lúc làm lễ sẽ không có mưa, không có gió, thì rất là tuyệt. Xin cảm ơn hai vị và mong hai vị dự buổi tiệc. Chúng con họ Thiên với lòng từ bi chí thành dân hương lễ vật kính khấn cầu cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, mẹ Phạm Mẫu cùng các chư vị, các chư Phật mười phương, thánh thần hồn thiên trong núi nước Việt
Nam hiện diện hôm nay trong buổi lễ khai đạo này, hải hà thương xót chúng sanh u mê cõi ta bà làm đường lạc lối, thời mạt giận hảo ơn, thiện giả ác lẫn lộn, trắng thành đen, đen thành trắng, tăng ni sửa đổi kinh sách, chùa lớn tượng to, tu theo hình tướng, kiếm tiền bằng lòng từ bi của quần chúng, của ba tánh, tạo ra biết bao nhiêu nghiệp trước làm cho đạo Phật suy đồi, làm cho chúng sanh quên ngõ lối đường về. Đang trong lúc sàng lọc tận thế hôm nay, không biết thờ tôn kính cha mẹ để giảm tội nghiệp, cho nước Việt sớm quật khởi trở lại. Nhân loại hôm nay quên đi cội nguồn, quên đường về cõi trời, nên làm cho quả địa cầu ô nhiễm, sân si, tham lam. Bao nhiêu tiền của tranh đấu chế tạo bom nguyên tử, vũ khí tối tân để tàn sát lẫn nhau, cho nên nghiệp quả dồn dập đổ đến, thiên tai địa chấn xảy ra khắp hoàn cầu. Bây giờ chiến tranh Nga, Ukraine, Do Thái, Hamas, còn Trung Cộng ỷ mạnh hiếp yếu, ăn hiếp nước nhỏ như Đài Loan, Việt Nam, tham độc chiếm toàn cầu, chiếm đảo Trường Sa, Hoàng Sa, được thế giới mở rộng vòng tay 20 năm trở thành cường quốc kinh tế, mà lại lấy ân báo oán, mưu mô đủ kế, dùng tiền thao túng đường tơ lụa, đường lưỡi bò, độc chiếm Biển Đông, diệt chủng người Ngô Duy Nhĩ, đồng hóa Tây Tạng, Mông Cổ, khai thác nội tạng người vô tội, lấy Lạng Sơn, chiếm Hoàng Sa, đổi thành quận huyện Nam Sa, Bùi Hiền, Thái Thú, âm mưu đồng hóa tiếng Việt, Trung Cộng làm cho hư hết thế hệ trẻ Việt, không hiểu lịch sử, mất tiếng nói là mất nước, tuổi trẻ là một rừng cột quốc gia, mà bây giờ vô văn hóa, vô đạo đức, đa số chỉ biết đua đòi, ăn chơi, hưởng thụ. Sau này không còn người tài nữa để dễ thông tính. Nước Việt bị lấn hiếp từ hơn 5.000 năm, từ thời thần nông lập quốc Chăm Bộ Lạc. Con trời bên dòng sông Dương Tử nay rải rác khắp Đông Nam Á, có nguyện đời này sẽ tụ hội lại cội nguồn. Nòi giống Lạc Hồng như nước Việt nhỏ bé, từ bao đời quanh liệt chống ngoại xâm phương Bắc. Thời anh hùng áo giải lê lợi, bài chứng bà Triệu Bạch Đằng Giang, con mong hội Diên Hồng sớm khai mở, thời nào dân tộc Việt Nam cũng có anh hùng dựng nước và giữ nước cho đến ngày hôm nay. Thời mạt pháp suy đồi, chúng sanh say mê danh vọng tiền tài sắc dục, phá rừng đập núi, chế bom đạn vũ khí tối tân để sát hại đồng loại, khoan dầu trận đập làm trái luật thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường và tạo ra muôn trùng nghiệp ác. Đến thời khắc này, quả kia đã chín mùi, thế giới đã và đang sắp xảy ra chiến sự, thì sẽ có hàng vạn sinh linh vô tội phải chết, gia đình ly tán, màn trời chiếu đất. Ôi nghĩ tới thật đau lòng, nát ruột. Con mong cha mẹ cùng các vị hiện diện ở nơi này tại núi Thiên Long Sơn ngay buổi lễ này, cảm ứng chứng minh A Di Đà Phật. Là đốt giùm bó nhang đấy, có nhang không? Đi đốt nhang khắp các bàn đi. Dạ. Đi đốt nhang khắp. Nào cái đi. Thank you.
cha mặc áo long bào màu xanh, thanh dương nên nói hồi tiên mấy đứa con nó có nhiều đứa chờ lâu quá không có dứt lòng tin, rồi dứt lòng tin tại sư phụ thường nói sông này không về trái đất nữa. Khi nãy cha nói con còn sẽ đi truyền đạo trên những hành tinh không có đạo ngoài vũ trụ. Cha mới vừa ban lệnh nghe là qua cái màn này là đi những hành tinh khác không về quả địa cầu. Cha mới vừa nói có những hành tinh nó không có đạo nên tưởng đâu về anh lãnh nhiệm vụ mới. Nãy cha đã nói tất cả những người có mặt ở đây á là cha đã blessing đã ban phước hết tất cả những người đang đứng đây. Bữa nay có rất là đông mấy vị cổ Phật ở đây mà mấy vị cũng ở trái đất này nhưng mà mấy vị mình không có tên mà mấy trăm nghìn năm trước đi ra nước của con nên nãy giờ ca không vô tiếng rồi. Nãy thường ngồi trên đó đó mấy vị đi á cái miếng dán á rung rinh cái đất của sư phụ luôn á. Nơi này là nơi duy nhất connect giữa hai thế giới cõi người và cõi trời rất là hiện thực. Nhìn tất cả đệ tử Hồ Thiên áo vàng, áo tròn, blue, màu vàng quá không? Trời ơi, giống như trên thiên đàng vậy. Cái này là thiên đàng hạ giới là đẹp như vậy. Nên chợ mình dọn mấy cái bàn trống trống ra mình chụp hình y như vậy. Cô tiên không à? Tiên nữ hết trơn. Ai có mặt hôm nay là được về trời hết. Tại vì biết đạo sớm. Chúng ta là những người ở đây biết được sớm hơn tất cả, có phước hơn những người ở dưới núi. Họ có hiểu. Nãy cha đã nói cha ban phước hết cho tất cả những người có mặt ở đây, hiện diện ở đây. Nhớ lại ngày nào, ngày xưa, hồi chưa biết mình là ai nhưng mà biết cơ thể mình nó không giống như người bình thường đó. Thì cái này cũng biết. Nhưng mà mình đang nói đến cái đoạn mà nãy thụ nói một thằng bé qua Mỹ vượt biên mười mấy tuổi. Học tiếng Việt không rành. Hi Echo. Hello. Oh, Echo. Hello. Tiếng Việt không có rành. Cũng chả biết trời đất là gì hết. Vậy mà hôm nay mấy vị nắng hộ hồn đi sông núi thì nắng về cái hướng thiên việt là hướng về bên đời phải không? Còn mấy vị sư phụ đang đứng đó thì nắng về hướng bên đạo. Thì cho nên mấy đứa con mới có một sư phụ ngày hôm nay nửa đời nửa đạo. Đời không á thì cũng không được, mà đạo không á thì không có giúp được dân cơm no áo ấm. Cho nên cả hai bên huấn luyện thiên tướng kiệt này, tất cả những chi gì đứng ngoài đó đều là những ân sư, những thầy của sư phụ dạy. Sư phụ không có thầy ở thế gian mà thầy trong cõi vô hình không. Thì những chư Phật dạy về đạo và hiểu về xuất thế gian, không gian, vũ trụ quan thì thù mới biết được đời sống ở trên cõi thiên đàng như thế nào. Thù mới nói lại những cái sự thật mà kinh điển nói chưa có đủ. Kinh điển cũng có nói nhưng mà nói chưa có hết. Nào có nước gì không? Có cái tái tắc không? Bể cổ rồi. Nào có trái tác không?
Nội một cái chuyện của thằng bé không có nhiều chữ nghĩa mà hôm nay như vậy. Nước Việt mình là có phước. Con có thấy mấy con có phước không? Rồi có một cái đạo cha ban xuống thì mình tưởng đâu là cái đạo sau này là xong. Bây giờ cha lại thương nước Việt, chư Phật lại thương nước Việt, cho thêm một chiếc đũa nữa về phần đời để mà đó gọi là thiên Việt, để gom tụ những anh tài trên thế giới 6 triệu chim hiền mau trở về để mà xây tổ ấm. Đó là nhiệm vụ của 6 triệu chúng ta đi khắp hải ngoại để đi về nước Việt, để mà lo cho một nước Việt có Phật Thánh Tiên hạ phàm, có một cái đạo ra đời tại đó. Đó là người Việt sáng lập một cái tổ chức, một cái hội tụ quần hùng, gọi là hội tụ quần hùng. Hội anh tài, hội anh tài là gì? Hội anh tài mà trong kinh điển của Đức Thầy các chư vị thường nói, kinh Phật có nói, đó là hội Long Hoa đó. Những người tài hiền đức, thì thế giới 6 triệu người sẽ có những người tài hiền đức, họ sẽ gia nhập thiên Việt, có lòng yêu nước. Họ không có muốn thành thánh, họ cũng chẳng có muốn về trời, họ chỉ muốn làm thần để mà trị tội, để mà làm cho những cái ác trên thế gian này trả lại sự công bằng, trả lại cơm no ấm cho 100 triệu người Việt. Con cháu Hùng Dương Âu Cơ, con rồng cháu lạc, Lạc Long Quân Âu Cơ, dòng giống Lạc Hồng hiển hách, quay hùng trở lại. Còn bây giờ là hèn với yếu, với nhát, với tham. Cho nên Thượng Đế ra oai, mở ra thiên Việt này để trừ ma. Mở ra thiên tâm đạo trừ ma, giờ mở ra, cha mở ra thiên Việt kỳ này. Bây giờ là những đứa đệ tử theo thụ lâu nay đã hiểu, chú Hồ cũng như các con thôi. Đến lúc nào cha kêu đứng thì Hồ đứng, cha kêu ngồi thì Hồ ngồi, kêu quẹo thì Hồ quẹo. Cả thiên Việt chú Hồ cũng đâu có biết. Bữa ngồi nhập thất 2 tuần đó, nó mới ra cái thiên Việt. Rồi sẽ sổ ép nhập thất nữa, nãy cha mới nói. Cha hôm nay mặc áo long bào màu xanh, có mấy vị cổ Phật xuống, nãy rất là đông ở trên đó. Như là khách bạn đặc biệt của cha vậy đó, mà Phật nghe. Cổ Phật rồi, ở dưới này là đông lắm. Muôn trùng những cái gì mà mình viết trên cái bảng đó là hơn nữa, mới dễ hơn nhiều như vậy. Người thế gian mình là một buổi lễ này, nhưng mà cũng là một cái nơi để mà các chư vị có cơ hội để mà gặp nhau nữa, không hiểu không? Cho nên đây là một cái điều cao quý và hân hạnh của tất cả các đứa con họ Thiên. Hôm nay, hai bữa nay chuẩn bị, người có công nhiều nhất thụ thấy là Trinh, rồi mấy đứa con rồi ở đây Thiên Hải đâu nữa nè, Ngân Tấn Vân nữa, mấy con vòng vòng gần đó, lo. Mà hy vọng xong bữa nay mấy đứa nào đừng bệnh nha. Thụ bữa nay cũng khô cổ, ngày hôm qua không có đội nón đi mưa, hơi yếu yếu. Chỉ có nơi này là nơi duy nhất mà mình vừa lễ cha đứng đó, sư phụ và những vị ở đó sư phụ tiếp xúc được. Cha hồi nãy cũng có dặn dò, điều thứ nhất, đường đi chưa có tới bến, Lôi Âm Tự đường đi chưa tới, nên giữa đường kẻ rẽ người khinh. Sư phụ có cái định lực tu tập, sư phụ rất là nhẫn nại. Còn cái họ Thiên có đứa cốt cũng là cốt Thiên, nhưng mà xuống đây định lực tu tập chưa có, cứ nôn nóng mong chờ. Nó đâu phải giống như là mong chờ ngày từ phút đâu, phải nhẫn nại. Cha nói đứa nào mà không giữ vững lòng tin thì
rất là khó đó. Cho nên đã tin rồi, đã là thiên tâm rồi, là nhất định tuyệt đối phải tin và phải gán nhẫn nại mà chờ. Chuyện trời Phật làm á, nó không có giống như người phàm làm, nó đi ngược lại với những cái người phàm làm, nó không có giống như mình mong muốn. Tại sao những người ác họ vẫn chiến thắng? Vậy chứ con hỏi trong cơ thể con á, con bị mục nhọt hay là bị ghẻ gì đó mẫu, mình cũng mong cho nó ấy để mình mẫu cho nó xong á, thì nó cũng giống vậy đó. Cho nên mình không có theo cái ý mình được, tại vì mình hiện giờ đang quá khổ, thì mình cứ cái gì cũng thấy lâu, nhất là người bên Việt Nam á, giờ kêu họ mà đọc kinh địa mẫu chắc khó lắm, cái bao tử kêu rột sao đọc nổi. Tội nghiệp. Chúng ta ngồi đây á, có phước hơn những người bên quốc gia chúng ta nhiều, nhưng mà chúng ta là những người duy nhất có thể giải cứu được 100 triệu người ở trong quốc nội. Chúng ta có cây cưa, 6 triệu người có 6 triệu cây cưa, cưa đứt cái gông kìm sắt của nước Việt rời khỏi Trung Cộng, khỏi thể chế vô thần các Mác Lênin, đó là ma quỷ. Chỉ có người hải ngoại mới có làm được. Đó là lời trên nói, ai tin không tin thì thôi. Tại vì Thượng Đế đã đưa 6 triệu người ra là nhiệm vụ cái đó. Người trong nước không thể nào làm được. Và người ở trong tù làm sao mà cưa được cái song sắt. Ngày xưa khi mà Thụ được dạy, mấy vị nói như vậy, Thụ nghĩ của mình ở đây số lượng cũng rất là ít mà cũng không có đoàn kết, làm sao mình làm được. Bây giờ mấy con thấy họ ở tù, họ bị chuồng cọp, họ bị cho ăn chất độc. Bà con dòng họ mình, họ không có tiền cho nhà thương, họ dục ra vỉa hè, chờ chết. Bệnh ở nhà uống thuốc nam, uống bạc hà núi, chờ chết. Chết lần chết mòn, thiếu dinh dưỡng cũng chết, cái gì cũng chết. Nít đẻ ra không có sữa cũng chết. Bệnh tật như nhà thương, không có tiền đút lót gì ta, bác sĩ nó cũng bỏ cho chết. Thì ở trong cái nhà tù song sắt, chúng ta 6 triệu người hải ngoại, mỗi người cầm một cây cưa để mà cưa những cái song sắt này, thoát gông cùng của Trung Cộng.